Làng trái cây nước tiếng Đại Bình, làng du lịch sinh thái Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam, được thiên nhiên ưu đãi bởi phù sa sông Thu Bồn bồi đắp. Đặc biệt nơi đây có được nhiều loại cây trái của vùng Nam Bộ như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, cam, quýt, bưởi trụ, bòn bòn. Ngày hội nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và con người Đại Bình, đưa làng sinh thái Đại Bình đến gần hơn với du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại đây. Những con đường làng được cắt tỉa đẹp mắt, xanh tươi suốt bốn mùa, thường vào tháng 7, tháng 8 âm lịch là mùa của đặc sản trái cây làng Đại Bình, nhất là trụ lông, một giống bưởi với những cây chĩu vàng, sai quả phủ kín, ruột bưởi đỏ tươi, căng mọng, ngọt thanh, từng múi bưởi ngọt lành, hay sầu riêng Đại Bình nước tiếng thơm ngon từng múi vàng mịn, ngọt đậm, cơm dày, hạt nhỏ. Những người sành ăn sẽ không thể nào cưỡng lại loại trái cây sạch như vậy. Vì lẽ đó, làng du lịch Đại Bình luôn hấp dẫn du khách đến tham quan và trải nghiệm vào thời điểm này. Không hổ danh là làng trái cây Nam Bộ của xứ Quảng, ở đây có rất nhiều loại cây trái ngọt lành như bưởi trụ, sầu riêng, măng cụt, lòn bon. Du khách có thể tha hồ thưởng thức và check-in tại đây. Theo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Nông Sơn, đây là lần đầu tiên huyện tổ chức ngày hội với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo tồn, gìn giữ nếp sống chân thực, mộc mạc của làng quê trong giao tiếp, ứng xử và buôn bán, đồng thời còn quảng bá hình ảnh Đại Bình qua các sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm chế biến từ nông, lâm, thủy sản, các món ăn đặc trưng của địa phương đến du khách. Tổ chức hoạt động tạo điểm nhấn để từng bước xúc tiến, phát triển du lịch, nhân dân Đại Bình có điều kiện tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm về cách làm du lịch cộng đồng.